rất là thơm, rất là ngon luôn. Và đây là món sườn xào chua ngọt. Món này mình ăn cơm rất là ngon các bạn. Chua chua ngọt ngọt của phần khóm cà chua. Ăn rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Món này làm rất là đơn giản và nhanh chóng luôn. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món sườn xào chua ngọt. Về nguyên liệu, hôm nay thì mình dùng khoảng 800g sườn. Sườn thì mình đã chặt ra rồi. Mình dùng cái sườn già các bạn, không có được sườn non, do mình tìm không có mua được á, do đi chợ trễ. Các bạn, cái món này mà nếu như các bạn tìm được sườn non ăn nó sẽ ngon hơn nha. Một ít tỏi, một củ cà rốt này là khoảng 150g, miếng khóm này là khoảng 300g, dưa leo khoảng 300g, nhưng mà mình đã lấy cái phần ruột mình bỏ đi các bạn. Phần vỏ thì vẫn để nguyên nha. Rồi các bạn rửa sạch lại. Khoảng 300g cà chua, một củ hành tây, một rau cần. Để tạo thêm độ chua cho món này thì mình sẽ dùng tắc hoặc là chanh hoặc là giấm. Chỉ cho một ít vào thôi các bạn. Tại vì trong cà chua với khóm nó cũng đã có một ít độ chua rồi. Về độ chua thì các bạn có thể là điều chỉnh. Mình thích chua nhiều thì mình dùng thêm tắc, chanh hoặc là giấm. Giờ một loại nguyên liệu nữa là tương ớt xí muội. Nếu như không có tương ớt xí muội thì các bạn dùng tương ớt chua ngọt. Đây là một cái nguyên liệu rất là quan trọng cho món này, nó sẽ ngon hơn. Nếu như các bạn không tìm được tương ớt xí muội hoặc là tương ớt chua ngọt thì cũng không sao. Nhưng mà có thì nó sẽ ngon hơn nha, nó ngon nhiều hơn. Còn không có thì nó sẽ, món ăn mình nó hơi bình thường một chút. Có thì nó sẽ thơm, nó đặc biệt hơn. Phần cà rốt này thì các bạn, mình cắt hình hoa như thế này và cắt mỏng mỏng thôi nha các bạn. Mỏng mỏng thôi. Đó, mình cắt mỏng mỏng như thế này là được nha. Khóm thì mình sẽ cắt xéo xéo miếng miếng này nha. Dưa leo thì mình sẽ cắt dày dày và cắt xéo xéo nha các bạn. Cà chua mình sẽ cắt múi cao. Hành tây cũng xắt múi cao luôn nha. Mình sẽ gỡ nó ra. Cái món này á, ngoài ra các bạn có thể dùng thêm ớt chuông. Nhà mình thì không có ăn được ớt chuông các bạn. Nếu như bạn nào mà ăn được ớt chuông thì có thể là dùng cho vào nha, cho nó đẹp. Còn riêng hôm nay thì nhà mình sẽ không dùng, tại cái mùi nó hăng, ở nhà ăn không được các bạn. Phần rau cần á, thì cái phần cọng cứng á, các bạn để riêng, phần lá để riêng, mình để chung với hành tây mình cho sao. Tỏi thì các bạn băm nhuyễn nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xào. Phần sườn á, thì các bạn sẽ đi trụng sơ nha. Mình nấu nước cho sôi, mình cho và mình trụng. Mình đợi nước sôi trở lại là mình vớt ra được rồi. Hồi nãy mình nói nhầm các bạn. Các bạn luộc cái phần sườn này cho nó chín nha. Rồi mình mới vớt ra. Các bạn để lửa lớn cho nó sôi. Khi nào nó sôi rồi các bạn hạ xuống lửa vừa.
Phần sườn thì nấu khoảng 10 phút là chín rồi các bạn. Nếu như mà các bạn dùng cái sườn non á, nó có cái gân á, thì luộc hơn lâu hơn chút nha. Luộc khoảng 15 phút. Còn của mình thì nó chỉ có vài cục, có cái sườn non, có cái cục gân này nè, nên mình luộc khoảng 10 phút thôi. Và mình gấp ra mình cho vào giấy để cho nó bớt nước, một hồi mình sẽ chiên sơ nó cho nó thơm lên. Mình sẽ cho vào chảo là vài muỗng canh dầu ăn. Rồi mình sẽ cho sườn vào để mình chiên sơ, như vậy nó sẽ thơm hơn nha. Để lửa lớn chiên luôn nha. Các bạn chiên sơ cho nó hơi rám vàng là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ lấy bớt dầu ăn ra. Sau khi các bạn lấy bớt dầu ăn rồi, các bạn để vẫn để lửa lớn nha. Mình chừa một ít vậy nè, để mình phi phần tỏi. Mình cho tỏi vào luôn, để mình phi chung luôn. Mình sẽ xào đến khi nào mà tỏi nó vàng là mình sẽ bắt đầu mình nêm gia vị vào đây. Lúc này là mình chiên tiếp tục cái phần sườn này luôn cho nó thơm. Nãy nếu như các bạn cho tỏi sớm quá thì cái tỏi nó vàng, mà trong khi đó cái thịt nó chưa có vàng thơm. Do đó mình phải chiên trước rồi mình mới cho tỏi vào sau. Giờ tỏi vàng là mình hạ xuống lửa vừa nha. Hoặc là tắt bếp luôn các bạn, để tỏi nó bị khét. Các bạn cho mình vào đây là một muỗng canh tương ớt và hai muỗng canh tương cà chua. Giờ tương ớt xí muội thì mình sẽ dùng là hai muỗng canh hoặc là hai muỗng canh rưỡi tùy các bạn. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh đường, một muỗng cà phê hạt nêm. Mình sẽ để lửa lớn trở lại nha, mình xào cho nó thấm gia vị. Mình trộn cho nó đều lên rồi mình sẽ cho dưa leo, cà chua, khóm, cà rốt, cộng cứng rau cần. Mình cho hết vào. Vẫn để lửa lớn nha các bạn. Về độ chua thì tùy theo các bạn, mình sẽ cho vào đây nước tắc khoảng gần một muỗng canh nước tắc hoặc là ít hơn. Cái phần chua thì các bạn điều chỉnh nha. Mình sẽ xào cho cái phần này nó gần gần chín thì mình mới cho hành tây và lá rau cần vào. Màu sắc rất là đẹp đó. Mình sẽ nêm thêm ít gia vị vào đây, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm. Về nêm nếm gia vị thì các bạn có thể là điều chỉnh lại theo gia đình mình nha. Mình xào được 5 phút rồi nè các bạn, nó gần chín rồi nè. Cái gì nó nhanh chín lắm. Và mình cho cái phần lá rau cần và phần hành tây vào.
Mình xào thêm ít phút nữa là nó chín rồi. Rất là thơm, rất là ngon luôn. Các bạn xào thêm một phút là nó chín rồi. Cái phần cà chua các bạn, khi xào thì nó sẽ hơi bị nát một chút, nhưng mà bắt buộc nó phải như vậy các bạn. Khi nó nát như vậy thì nó mới tạo được cái độ chua. Còn nếu như mà mình xào nguyên miếng á, thì nó không có ra được cái độ chua cho món này. Món này thì độ chua nó phụ thuộc nhiều vào cà chua, chứ khóm nó cũng không có ra nhiều các bạn. Cho đó là cà chua nó sẽ hơi nát kiểu như thế này nha. Cái này cũng không sao đâu. Rồi, như vậy là xong rồi đó. Rất là nhanh. Rau củ nó mà mềm rồi nè. Bạn nào thích mềm thì xào hơn nữa. Rồi, mình sẽ cho ra dĩa. Món sườn xào chua ngọt mình đã trình bày đó rồi. Món này mình ăn với cơm trắng sẽ rất là ngon nha các bạn. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công với món này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video, các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.